Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Ủy ban dân tỉnh họp thường kỳ tháng 11 về một số nội dung phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Huyện Lương Sơn phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Quân đội Iran bắt đầu cuộc tập trận quân sự quy mô lớn ở các khu vực thuộc biển Ả Rập và Biển Đỏ. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, sáng ngày 8 tháng 11, Quốc hội họp tập trung thảo luận về các vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đây cũng sẽ là nội dung được Quốc hội thảo luận trong 2 ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 11. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội đã dự kỳ họp. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên làm việc. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh dự họp trực tuyến để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. Tại phiên làm việc tập trung, Quốc hội đã thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Báo cáo về công tác phòng chống dịch COVID-19 và tình hình thực hiện nghị quyết số 30 về kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024. Các nội dung thảo luận đã được Quốc hội cho ý kiến tại tổ. Nhiều ý kiến cho rằng báo cáo và giải trình của Chính phủ và các báo cáo thẩm tra đã đánh giá tổng thể về tình hình kinh tế xã hội, tài chính, ngân sách, cơ bản đã phản ánh sát đúng khách quan thực tế của đất nước. Các đại biểu dự họp tập trung đã đánh giá thực trạng tình hình, kết quả đạt được, những hạn chế tồn tại yếu kém, chỉ rõ các nguyên nhân, kết quả, nhất là các nguyên nhân chủ quan và đặc biệt là hiến kế để thực hiện các mục tiêu thích ứng linh hoạt, kiểm soát an toàn hiệu quả dịch COVID-19. Có ý kiến cho rằng chúng ta nên mạnh dạn nâng trần nợ công, sử dụng ngân sách để tăng tiền an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động. Vì hỗ trợ cho người lao động cũng chính là giúp cho động lực tăng trưởng của đất nước. Một số ý kiến nhấn mạnh vai trò của nông nghiệp trong bối cảnh hiện nay, đồng thời đề xuất các giải pháp liên quan đến vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Các đại biểu cũng thảo luận về vấn đề phục hồi phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới và đề xuất một số giải pháp, trong đó có việc quan tâm tới việc hỗ trợ cho người lao động, động lực cho thúc đẩy nền kinh tế và một số vấn đề khác. Dự kiến các nội dung quan trọng này sẽ được Quốc hội thảo luận trong 2 ngày, mùng 8 và mùng 9 tháng 11. Các thành viên chính phủ sẽ phát biểu, giải trình một số nội dung đại biểu quan tâm. Ngày 8 tháng 11, khu dân cư xóm Mỏ, xã Triềng Châu, huyện Mai Châu đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2021. Tới dự có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại ngày hội, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chúc mừng và biểu dương những kết quả đã đạt được của cán bộ và nhân dân khu dân cư xóm Mỏ và xã Triềng Châu trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc huyện Mai Châu và khu dân cư xóm Mỏ tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới. Trong đó tập trung tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước địa phương, tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo và nâng cao nhận thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhân dân trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đẩy mạnh thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, tích cực vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do tỉnh và địa phương phát động. Năm 2021, khu dân cư xóm Mỏ có 81,6% hộ đạt gia đình văn hóa, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 47 triệu đồng một người một năm, hộ nghèo giảm còn 6 hộ, chiếm 2,7%. Nhân dịp này, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đồng chí lãnh đạo của tỉnh đã trao tặng nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình ông Hà Công Ên ở xóm Mỏ, xã Triềng Châu. Ngày 8 tháng 11, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh đã tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư xóm Sơn Phú, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà khu dân cư xóm Sơn Phú đã đạt được trong thời gian qua.
Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng cộng đồng dân cư đô thị văn minh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh mong muốn bà con sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển, thay đổi tập quán canh tác, thói quen chăn nuôi, phát huy lợi thế để nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị các cấp chính quyền địa phương quan tâm tới việc sản xuất và tiêu thụ nông sản của người dân, tiếp tục phòng chống dịch COVID-19 theo đúng quy định. Khu dân cư xóm Sơn Phú, xã Cao Sơn có 230 hộ, hơn 834 nhân khẩu, gồm có 5 dân tộc cùng sinh sống. Mô hình kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi. Trong năm 2021, bà con nhân dân trong xóm đã đoàn kết, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Số hộ nghèo và cận nghèo còn 44 hộ, tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hóa chiếm hơn 90%. Ngày 8 tháng 11, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Ủy ban dân tỉnh đã họp thường kỳ bằng hình thức trực tuyến cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Hội nghị đã cho ý kiến vào báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2021, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Năm 2021, trong bối cảnh cả nước tiếp tục đối mặt với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, trên địa bàn tỉnh cũng đã xuất hiện các ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, làm ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội, sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Song với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện các nhiệm vụ giải pháp, đặc biệt là thực hiện mục tiêu kép vừa quyết liệt phòng chống khống chế dịch COVID-19, vừa tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định. Năm 2021 dự kiến có 14 trên 19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó tổng thu ngân sách nhà nước năm 2021 ước đạt trên 5.000 tỷ đồng đạt kế hoạch đề ra. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 1.200 triệu đô la Mỹ, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 980 triệu đô la Mỹ đều đạt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ đô thị hóa đến cuối năm đạt 31,6% vượt kế hoạch đề ra. Trong năm 2021, trên địa bàn tỉnh có 50 dự án đầu tư trong nước được quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 33.000 tỷ đồng. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được triển khai tích cực. Việc tổ chức triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 được đẩy nhanh tiến độ, an sinh xã hội được quan tâm. Tuy nhiên, trong năm 2021, dự kiến vẫn còn 5 chỉ tiêu không đạt, đó là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, GRDP bình quân đầu người, tổng đầu tư toàn xã hội, năng suất lao động và tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã chỉ ra những tồn tại hạn chế như quy mô sản xuất nhỏ và phân tán, năng lực cạnh tranh của nông sản còn hạn chế, việc tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là nông sản chủ lực gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, mức tăng trưởng của tỉnh nói chung và của ngành công nghiệp còn phụ thuộc lớn vào ngành sản xuất và phân phối điện, đặc biệt là tình hình sản xuất kinh doanh của công ty Thủy điện Hòa Bình. Công tác giải phóng mặt bằng của một số dự án còn vướng mắc, khó khăn, dẫn đến chậm tiến độ theo yêu cầu. Thu tiền sử dụng đất theo tiến độ thực hiện còn thấp do việc triển khai các dự án còn chậm. Về nhiệm vụ năm 2022, các đại biểu cho rằng cần khắc phục những khó khăn hạn chế, thực hiện hiệu quả các đột phá chiến lược, cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của kinh tế tỉnh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, phấn đấu năm 2022, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9%. Về kế hoạch phục hồi phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, các đại biểu cho rằng cần tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng chống kiểm soát dịch bệnh COVID-19, đồng thời xác định nhiệm vụ quan trọng cấp bách lúc này là hỗ trợ doanh nghiệp người dân nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo đời sống an sinh xã hội, thực hiện rà soát cân đối chi ngân sách hiệu quả, phù hợp với tiến độ thu, ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển và an sinh xã hội, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cần thiết để thu hút nguồn lực đầu tư mới như công tác quy hoạch, hạ tầng, nguồn nhân lực, tập trung xử lý các điểm nghẽn trong thủ tục đầu tư, xây dựng cơ bản, công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ triển khai dự án, nhất là các công trình trọng điểm có tính chất đột phá tạo động lực phát triển. Hội nghị cũng đã cho ý kiến vào kế hoạch thực hiện đề án hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội cơ bản đồng bộ hiện đại, trọng tâm là ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông đường bộ và hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025. Tờ trình về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022-2025 cùng một số nội dung quan trọng khác.
Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại nhiều địa phương trong cả nước có xu hướng tăng, vì vậy nguy cơ bùng phát dịch trên địa bàn tỉnh là rất cao. Vì vậy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị cần tăng cường hơn nữa việc kiểm soát công tác phòng chống dịch COVID-19, nhất là tại các địa bàn giáp danh, tập trung rà soát các đối tượng để đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19, tiến tới bao phủ vaccine cho người dân. Chủ tịch các huyện mà thống kê ngành có số lượng thiếu, chưa tiêm, đã tiêm, rồi cần bao nhiêu vaccine. Đánh giá lại cái điểm khai báo y tế, bây giờ nó còn hiệu lực, tức là còn có hiệu quả không? Với kiểm soát như này còn có hiệu quả không? Cái tổ COVID cộng đồng ấy vẫn phải duy trì với một cái giải pháp hiện nay là gọi là giai đoạn chuyển giao, tôi tạm gọi như thế. Để thực hiện chiến lược vaccine, tiêm vaccine. Tôi đề nghị là phải chuẩn bị cho cái phương án tiêm vaccine cho người dưới 18. Khi có vaccine về chúng ta sẽ tiêm, bây giờ nhiều nơi tiêm rồi. Nhiều nơi còn lên kế hoạch tiêm mũi 3. Ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh. Đúng không? Cho những người trên 65 tuổi này, cho những người ở tuyến đầu này. Đối với tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị các sở ngành liên quan cần cập nhật số liệu chính xác, bám sát tình hình kinh tế xã hội của tỉnh, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ một số dự án cũng như thu ngân sách nhà nước, tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhất là trong 2 tháng cuối năm. Các sở ngành địa phương cần chủ động trong công tác tái định cư cho các dự án ngoài ngân sách, xây dựng cụ thể đơn giá vật liệu xây dựng, giá đất để hỗ trợ doanh nghiệp. Đối với các dự thảo tờ trình, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến để chỉnh sửa trong thời gian tới, đảm bảo tính khả thi và đi vào thực hiện. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, có 2 tiêu chí thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đó là tiêu chí số 5 về trường học và tiêu chí số 14 về giáo dục. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 48 trên 129 xã đạt tiêu chí số 5, đạt 37%, và 128 trên 129 xã đạt tiêu chí số 14, đạt trên 99%. Tỉnh Hòa Bình đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 và xóa mù chữ mức độ 2. Để đạt được kết quả này, thời gian qua, chính quyền các địa phương cùng ngành giáo dục và đào tạo tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục phổ thông các cấp, hướng nghiệp dạy nghề, đồng thời quan tâm đến công tác xây dựng nông thôn mới, lĩnh vực giáo dục và đào tạo, huy động các nguồn lực xã hội từ các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp và sự ủng hộ tích cực của tầng lớp nhân dân để xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy và học cho các nhà trường. Năm 2021, Bảo hiểm xã hội huyện Lạc Thủy được giao kế hoạch phát triển 1.820 đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên việc phát triển các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện gặp rất nhiều khó khăn. 10 tháng năm nay, Bảo hiểm xã hội huyện Lạc Thủy đã phát triển được 1.260 đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt trên 69% kế hoạch. Để phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2021, từ nay đến cuối năm, Bảo hiểm xã hội huyện Lạc Thủy sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan đơn vị, các cấp ủy chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu về quyền và lợi ích của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, từ đó tích cực tham gia, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Phần tiếp theo của chương trình thời sự hôm nay, huyện Lương Sơn phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tỉnh Hòa Bình duy trì và phát triển giống mía ăn tươi nhằm hướng đến thị trường xuất khẩu. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Lương Sơn đã tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tuyên truyền vận động và tổ chức tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước hướng về cơ sở, địa bàn dân cư, từ đó góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của người dân. Thôn Đồng Quýt, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn có 242 hộ dân với trên 980 nhân khẩu. Đến nay, thu nhập bình quân trong thôn đạt 52 triệu đồng một người một năm. Hiện nay, thôn có trên 80% hộ đạt gia đình, đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thôn luôn được giữ vững. Kết quả này đạt được có sự đóng góp không nhỏ của hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia phát triển kinh tế, thực hiện tốt cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Dân cư rất đoàn kết, được đảng nhà nước cũng rất quan tâm,
nói chung là đường xá nói chung là cũng đầu tư về 50-50 là cũng một số đoạn đường, nhân dân đóng góp rất lớn. Về bên chính quyền, về bên mặt trận thì là lúc nào cũng là có nghĩa là đoàn kết cùng bàn bạc trao đổi với nhân dân, đưa ra các nghị quyết, nói chung là tất cả là nhân dân đều chấp hành. Một trong những kết quả nổi bật thể hiện tinh thần đoàn kết đồng lòng của nhân dân trên địa bàn huyện Lương Sơn thời gian qua là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cuộc vận động đã được triển khai theo hướng đổi mới về nội dung và phương thức thực hiện, với phương châm lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho dân. Vì vậy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã bám sát địa bàn dân cư để triển khai các phong trào, các cuộc vận động, đề xuất đăng ký những việc làm, những công trình cụ thể, thiết thực, góp phần đạt mục tiêu chung về xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, đã có nhiều công trình đường giao thông, nhà văn hóa được đầu tư xây dựng, có sự tham gia đóng góp của các tầng lớp nhân dân. Nhiều xã từ xuất phát điểm thấp, điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn, nay đã cán đích nông thôn mới. Với sự đoàn kết của Mặt trận Tổ quốc đã tuyên truyền vận động, được sự đồng lòng ủng hộ của bà con nhân dân, thì sắp trong thời gian sắp tới thì trước hết Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lương Sơn thì tiếp tục tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền tuyên truyền, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để bà con nhân dân, trước hết là tập trung giữ vững được huyện Lương Sơn là vùng xanh, trên cơ sở đó là vùng xanh thì mới đẩy mạnh được cái phát triển kinh tế trong thời gian sắp tới. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Lương Sơn đã lồng ghép các nội dung của các cuộc vận động với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, qua đó mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần làm thay đổi đáng kể diện mạo ở thôn xóm, khu dân cư, nhân dân đoàn kết xây dựng môi trường cảnh quan xanh sạch đẹp. Tính đến nay, toàn huyện Lương Sơn có 85% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa và trên 70% làng bản, tổ dân phố đạt danh hiệu làng văn hóa. Chúng tôi là cũng rất là chấp hành chủ trương của Đảng và Nhà nước để hoàn thành nhiệm vụ về cái đóng góp thì ủng hộ COVID, hoặc là chúng tôi cũng tự tâm xóm này cũng đề ra một vài ý trong xóm là tự mình bảo quản xóm mình, làm những các cái chặng gác thì nhân dân chúng tôi cũng đồng lòng để ủng hộ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lương Sơn tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tập trung tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trải qua hơn nửa thế kỷ, cây mía Hòa Bình đã trở thành thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh, mang lại cho người dân nhiều vùng cuộc sống ổn định ấm no. Và niềm vui ấy được nhân lên khi cây mía Hòa Bình đã cán đích xuất khẩu lần đầu tiên vào năm 2019 khi được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, sau đó đến thị trường Mỹ. Trong những tháng cuối năm 2021, mặc dù trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cây mía Hòa Bình tiếp tục được xuất khẩu sang thị trường Đức. Đây sẽ là cơ hội mở ra hướng phát triển mới cho cây mía Hòa Bình. Nếu như trước đây, nhiều nơi nông dân không mặn mà với cây mía khi giá mía xuống thấp, thì giờ đây tại xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc, cây mía vẫn được người dân trồng và xem như sản phẩm chủ lực của địa phương. Hiện toàn xã Mỹ Hòa có khoảng 300 hectare cây mía ăn tươi. Còn đối với các thành viên của Hợp tác xã Nông nghiệp Tùng Dương, xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc, hôm nay phấn khởi hơn bởi cây mía trắng ăn tươi của Hợp tác xã đã đáp ứng được yêu cầu khắt khe cho việc xuất khẩu sang thị trường Đức. Những cây mía đẹp nhất được lựa chọn để đem đi sơ chế đóng gói. Đây sẽ là điều kiện để người dân xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc gắn bó lâu dài với cây mía ăn tươi. Hàng mà đi giới thiệu ở các nước, trong và ngoài nước, đấy là đang đưa ra một cái hy vọng rất lớn cho hợp tác xã nói riêng và đối với cái bà con nhân dân trồng mía khu vực Mỹ Hòa, Phú Vinh cũng như huyện Tân Lạc nói chung, để tiến tới là xây dựng được thương hiệu và xây dựng được cái chuỗi liên kết với tất cả các cái doanh nghiệp để mà cho cái cây truyền thống của chúng tôi xứng đáng được cái đạt được cái mục tiêu của nó là mới địa phương gắn liền một cái cây nông sản truyền thống. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, diện tích mía của tỉnh Hòa Bình đến nay là khoảng 6.800 ha, tập trung tại các huyện Cao Phong, Tân Lạc, Lạc Sơn, Kim Bôi, Yên Thủy, Đà Bắc. Trong đó, diện tích mía đường khoảng 800 ha, còn lại là mía ăn tươi. Thu nhập bình quân đạt khoảng 200-250 triệu đồng một ha, trừ chi phí lợi nhuận thu được từ 100-140 triệu đồng một ha. Để duy trì và nâng cao chất lượng mía ăn tươi,
tỉnh Hòa Bình đã nghiên cứu và nhân rộng thành công giống mía từ nuôi cấy mô cho năng suất và chất lượng cao nhằm hướng đến thị trường xuất khẩu. Công nghệ đầu tiên tôi cho rằng là bây giờ chúng ta đang sẵn rồi, chúng ta đã làm thành công trên mía tím rồi và bây giờ đang sở học đang triển khai trên cây mía trắng là phải nhanh chóng đưa được cái mía nuôi cấy mô ra ngoài diện rộng. Đưa ra với mía mô đấy không chỉ trồng cái vụ đầu, không phải trồng để lấy cái nguyên liệu mà quan trọng nhất là cái mía từ cái cây mô nó ra được cái vùng cái vườn để nhân giống và dùng cái vườn nhân giống đấy để cho sản xuất đại trà. Thế thì chúng ta phải nhanh chóng làm được cái khâu này để phủ rộng được cái vùng nguyên liệu đó. Với nhiều nỗ lực, tháng 1 năm 2019, cây mía Hòa Bình đã cán đích xuất khẩu. Kể từ lô hàng đầu tiên được xuất thô sang thị trường Nhật Bản vào ngày 18 tháng 1 năm 2019, rồi đến Mỹ và vào ngày 7 tháng 11 năm 2021, cây mía trắng ăn tươi của tỉnh Hòa Bình tiếp tục được xuất sang thị trường Đức. Trước khi xuất khẩu, mía Hòa Bình đã vượt qua yêu cầu kiểm dịch hết sức khắt khe, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng tốt. Giờ đây, cây mía ăn tươi của Hòa Bình đã có mặt tại nhiều thị trường và được người tiêu dùng các nước này ưa chuộng. Minh chứng cụ thể là tỉnh Hòa Bình liên tiếp nhận được các đơn đặt hàng từ phía đối tác với số lượng tăng dần. Dự kiến từ giờ đến cuối năm 2021, tỉnh Hòa Bình sẽ xuất khẩu 44 tấn mía sang thị trường Anh và Đức. Vì vậy, thời gian tới, tỉnh Hòa Bình có chủ trương phát triển nâng cao chất lượng cây mía ăn tươi nhằm phấn đấu đến năm 2030, diện tích mía của tỉnh là 10.000 ha, sản lượng mía khoảng 225.000 tấn. Đến năm 2025, sử dụng 100% giống được nhân bằng phương pháp nuôi cấy mô. Đây mới chỉ là bước đầu trong cái hướng tới sản phẩm nông nghiệp, hướng tới xuất khẩu. Trong cái quá trình mà làm đây thì tái cơ cấu ngành nông nghiệp thì cần phải thúc đẩy mạnh về cái xúc tiến đầu tư cho bà con nông dân từ khâu giống cây trồng đến vùng trồng nguyên liệu cho những loại cây nó phù hợp trên cái bản đồ thổ nhưỡng đã được nghiệm thu. Và cái thứ hai nữa là cần phải thúc đẩy nữa cái khâu cấp mã số vùng trồng và chế biến sâu để hướng tới xuất khẩu để nâng cao cái giá trị trong ngành nông nghiệp. Với việc cây mía ăn tươi của Hòa Bình xuất khẩu sang nhiều thị trường lớn sẽ tạo cú hích để các sản phẩm nông sản tiềm năng khác của tỉnh Hòa Bình mở rộng xuất khẩu, thông qua đó có sức thu hút, hấp dẫn các nhà đầu tư trong ngoài nước đầu tư vào sản xuất, chế biến cây mía và các sản phẩm thế mạnh. Độ tin cậy của doanh nghiệp đầu tư, người tiêu dùng đối với cây mía Hòa Bình sẽ ngày càng nhân lên. Chuyển sang các tin tức quốc tế, ngày 7 tháng 11, quân đội Iran đã bắt đầu một cuộc tập trận quân sự quy mô lớn ở các khu vực thuộc biển Ả Rập và Biển Đỏ. Tham gia cuộc tập trận có các lực lượng lục quân, hải quân, không quân và phòng không. Truyền thông Iran cho biết cuộc tập trận mang tên Zofaqa 1400, người phát ngôn của cuộc tập trận, Đô đốc Mahmoud Mousavi nhấn mạnh, thông điệp mà cuộc tập trận gửi tới các nước trong khu vực là hòa bình và hữu nghị dựa trên các năng lực tại khu vực. Cũng theo ông, cuộc tập trận diễn ra dọc vùng Duyên Hải nhằm phô trương năng lực quân sự và khả năng sẵn sàng chiến đấu với mọi kẻ thù của Iran. Trước đó, hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin, chuẩn đô đốc Habibullah Sayzari, một quan chức cấp cao quân đội Iran thông báo, cuộc tập trận diễn ra trên toàn bộ vùng đông nam Iran, trải dài từ các khu vực phía đông của eo biển Hormuz tới các khu vực phía bắc của Ấn Độ Dương và các khu vực thuộc Biển Đỏ. Chuẩn đô đốc Sayzari cho biết thêm, nhiều thiết bị và đạn dược được sản xuất trong nước bao gồm máy bay trinh sát và máy bay chiến đấu không người lái hiện đại với tầm bay khác nhau được sử dụng trong cuộc tập trận lần này. Iran đã tăng cường sức mạnh quân sự của mình trong những năm gần đây trong bối cảnh các mối đe dọa chiến tranh liên tục từ Mỹ và chính quyền Israel. Tehran cho biết họ sẽ đưa ra phản ứng mạnh mẽ đối với bất kỳ hành động gây hấn nào. Lãnh đạo Liên Hợp Quốc, Mỹ và Anh đã lên án mạnh mẽ vụ ám sát bằng máy bay không người lái nhằm vào Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kahimi, đồng thời ủng hộ những nỗ lực của ông Kahimi để thành lập chính phủ mới tại Iraq. Vụ tấn công nhằm vào tư dinh của Thủ tướng Kahimi bên trong vùng xanh ở thủ đô Baghdad diễn ra vào rạng sáng ngày 7 tháng 11 bằng 3 máy bay không người lái, với 2 chiếc trong đó bị bắn hạ. Thủ tướng Kahimi vẫn an toàn, song 7 người bị thương. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã phát thông điệp lên án mạnh mẽ vụ tấn công nhằm vào Thủ tướng Kahimi. Người đứng đầu cơ quan Liên Hợp Quốc kêu gọi hành động để buộc những kẻ đứng sau tội ác này phải chịu trách nhiệm.
Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng lên án vụ tấn công, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ với lời kêu gọi của ông Kadhimi về việc cần đối thoại để bảo vệ các thể chế của nhà nước và củng cố nền dân chủ mà người dân Iraq rất xứng đáng được hưởng. Ông cho biết đã chỉ thị cho đội ngũ an ninh quốc gia của mình có những biện pháp hỗ trợ phù hợp cho chính quyền Iraq trong quá trình điều tra. Trong khi đó, văn phòng Thủ tướng Anh cho biết Thủ tướng Boris Johnson cực lực phản đối vụ tấn công và ủng hộ những nỗ lực của Thủ tướng Kadhimi để thành lập chính phủ. Israel vừa khẳng định lập trường của mình rằng sẽ không cho phép mở lại lãnh sự quán Mỹ tại Jerusalem, một động thái sẽ khôi phục sứ mệnh ngoại giao chính của Washington đối với người Palestine tại thành phố này. Truyền thông địa phương đưa tin Thủ tướng Israel Naftali Bennett nói rằng không có chỗ ở Jerusalem cho một sứ mệnh khác của Mỹ. Thay vào đó, Ngoại trưởng nước này đề nghị lãnh sự quán có thể được mở tại trung tâm hành chính của Palestine ở bờ Tây. Tuy nhiên, điều này đã bị người Palestine bác bỏ vì nó sẽ làm suy yếu các tuyên bố của họ đối với Jerusalem. Cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc đang gấp rút vận chuyển hàng viện trợ tới Afghanistan để giúp những người dân phải di tản của đất nước này sống sót qua mùa đông khắc nghiệt phía trước. Các máy bay do Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn thuê đã chở khoảng 100 tấn sàn và vách ngăn để cải thiện khả năng cách nhiệt của lều tới một sân bay ở thủ đô Kabul. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết trong năm nay, khoảng 700.000 người Afghanistan đã rơi vào cảnh màn trời chiếu đất sau khi rời bỏ nhà cửa vì sợ hãi Taliban và vì những lý do khác. Tình hình kinh tế của Afghanistan càng trở nên tồi tệ khi các tài sản ở nước ngoài của chính phủ nước này bị đóng băng, dẫn đến nhiều cuộc khủng hoảng nhân đạo bao gồm cả tình trạng thiếu lương thực. Ông Morizama Takeshi, một thành viên của Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn tại Kabul, cho biết nhiều người Afghanistan đang phải đối mặt với hoàn cảnh khó khăn và một số cha mẹ thậm chí đã phải bán con cái của họ. Ông nói rằng Afghanistan có thể trải qua cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất trong mùa đông khắc nghiệt sắp tới. Thị trường việc làm của Mỹ trong tháng 10 đã phục hồi với tốc độ nhanh hơn kỳ vọng của thị trường. Bộ Lao động nước này cho biết biên chế phi nông nghiệp tăng 530.000 so với tháng trước, lĩnh vực giải trí và khách sạn đạt được nhiều nhất với 164.000. Các số liệu tăng mạnh này được đưa ra sau khi mức tăng trong tháng 8 và tháng 9 bị cản trở bởi sự lây lan của virus corona. Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 10 giảm 0,2 điểm phần trăm xuống 4,6%. Thu nhập trung bình theo giờ của lao động phi nông nghiệp tăng 4,9% trong 12 tháng qua, phản ánh sự thiếu hụt lao động trong một số ngành. Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ thông báo rằng họ sẽ thu hẹp quy mô chương trình nới lỏng định lượng khi nền kinh tế phục hồi sau đại dịch. Các quan chức cho biết họ sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình việc làm trước khi tăng lãi suất. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể theo dõi trực tuyến chương trình trên smartphone hoặc xem lại qua địa chỉ website hoabinhtv.vn và trên kênh YouTube HBTV. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.